Trường Giang mình là nghệ sĩ, người ta chửi thì mình cứ nghe thôi. Sau những lần bị chỉ trích là không tôn trọng khán giả, Trường Giang có phần e dè ít nói hơn. Là nghệ sĩ hài đắc xô có sức ảnh hưởng bậc nhất, nhưng Trường Giang vẫn không tránh được việc bị người xem lên án vì có cách hành xử chưa phù hợp. Hết vở diễn vì bị khán giả ném chai lên sân khấu, Trường Giang lại gây hoang mang vì thể hiện gương mặt buồn bã, vắng bóng nụ cười ở một game show thiên về gây cười hài hước. Chẳng đưa ra bất cứ lời biện minh nào, Trường Giang vẫn cứ âm thầm làm những công việc của mình. Nhưng người nghệ sĩ khi đứng trước mũi dùi dư luận, dù cố gắng đến mấy cũng chẳng thể xem như là không có gì. Trong cuộc gặp mới nhất với Trường Giang, anh đã chia sẻ suy nghĩ về những ồn ào qua các game show và cả scandal của chính bản thân mình. Gần đây thấy Trường Giang có những lời tham gia chương trình truyền hình ca sĩ giấu mặt. Lý do nào anh nhận lời tham gia chương trình này? Anh có lo ngại mình xuất hiện thường xuyên quá sẽ thành nhàm chán. Cái game show này tôi làm 2 mùa trước rồi, bây giờ tới mùa 3 thì tôi cứ vậy làm tiếp theo. Nghĩ là sau 2 mùa, game show đã có số lượng khán giả nhất định, họ quan tâm và dõi theo thì mới có tới mùa 3 này. Nếu ít người xem, chắc sẽ dẹp ngay từ mùa 1. Còn chuyện nhàm chán, tôi diễn hài mà, đã quá quen với những câu nói thế này. Chỉ là tôi luôn tâm niệm, mỗi lần lên sân khấu phải khiến cho khán giả thấy mình có cái mới, mình đùa có duyên, chứ không phải là xem xong họ bảo dở quá, vô duyên quá. Đến giờ chương trình có Trường Giang, khán giả vẫn xem, tức là khán giả vẫn dành cho tôi sự tin tưởng, quan tâm. Các game show hài đang bị khán giả soi mói rất nhiều. Gần đây nhất vụ ồn ào của Hương Nhan và Trung Nhân đã làm cộng đồng mạng dậy sóng. Riêng bản thân anh, khi chọn lựa chương trình, anh có sự chọn lựa nhất định không? Ai cũng vậy thôi, anh cũng có sự chọn lọc nhất định, xem cái nào phù hợp với mình, cái nào thì không, chứ đâu phải riêng tôi có điều này. Trong quá trình quay hình, thật sự có rất nhiều thứ xảy ra. Đôi khi, người nghệ sĩ cũng chẳng biết được mình nói và làm gì. Có nhiều vấn đề liên quan đến tổ chức, liên quan đến cách dựng phát sóng nữa. Quá nhiều thứ, cái đó mình không bàn được. Nói chung cuộc sống thì cái quái gì cũng có thể xảy ra. Vậy anh sợ những cái gì xảy ra với mình nhất? Sợ bị bệnh, bị bệnh thì tôi không có sức khỏe để làm việc. Thế thôi, anh suy nghĩ như thế nào? Khi ngày càng có nhiều khán giả phê phán nghệ sĩ xuất hiện trong các game show truyền hình là nhảm nhí và nhạt nhẽo. Mình buồn chứ, người ta chửi thì mình phải buồn rồi. Nhưng tôi nghĩ ý kiến chửi hay phê phán đó chỉ là của những người ngồi rảnh chơi Facebook đó. Chứ mình nghệ sĩ mà, khi người ta chửi thì mình cứ nghe thôi, chứ sao bây giờ? Mình nói lại cũng không được, làm sao mình nói được khi khán giả người nuôi mình mà, nên thôi kệ. Anh có nghĩ rằng nghệ sĩ tham gia các game show truyền hình bây giờ quá dễ dãi hay không? Đó cũng tùy người thôi, không phải ai cũng dễ dãi. Bây giờ tôi tính nha, chỉ ở riêng Sài Gòn thôi thì nghệ sĩ đã cỡ 500 người. Trong đó các bạn chỉ thấy mấy người thế thôi. Tôi đã nói rồi, ai muốn chửi thì cứ chửi. Việc mình thì cứ im lặng, cứ tập trung làm việc và phải làm hay hơn thôi. Có lời đồn anh sắp đám cưới với Nhã Phương vào ngày 25 tháng 5 tới. Có chuyện này không anh? Không biết, đừng hỏi, biết cũng không nói, thích giấu rồi sao? Chính vì khán giả quan tâm đến anh nên mới tò mò chuyện anh có cưới Nhã Phương không. Bây giờ anh không phủ nhận cũng không khẳng định, chẳng phải là làm buồn lòng khán giả sao? Tôi chưa thấy khán giả nào quan tâm hết. Đi ra đường khán giả đâu có hỏi tôi là lấy vợ hay không. Khán giả toàn hỏi chương trình này vui không em, chứ đâu ai hỏi tôi mai lấy vợ hả em. Không có, tôi đâu có chơi Facebook đâu mà biết người ta nói gì trên đó. Tôi chưa có vợ mà chưa có vợ thì sao lại gọi Nhã Phương là vợ sắp cưới của tôi? Nhưng có thông tin anh đã chụp ảnh cưới ở bờ biển. Người chụp ảnh với Nhã Phương trong những tấm hình cưới được chia sẻ trên mạng xã hội không phải là anh à? Ai chụp những tấm hình trên mạng? Đâu phải tôi đâu, không phải khuôn mặt Trường Giang, thằng nào đó, thằng nào tôi cũng không biết nữa. Nhiều khi vấn đề gì đó người ta mới chụp hình, sao mình biết được? Lỡ đến ngày hôm đó anh cưới thật thì sao? Và những gì anh đang nói ở đây đều là nói dối cả thì sao? Tôi lên báo thì tôi nói đúng chứ, nhưng những lời tôi chưa công nhận thì nói sai chắc chắn đó. Trai lớn lấy vợ, gái lớn lấy chồng, đó là chuyện bình thường thôi. Khi nào tôi lấy chồng thì mới có chuyện, trai chưa vợ mà làm đám cưới thì có gì sai đâu. Trường Giang cho rằng những hình ảnh người đàn ông xuất hiện trên mạng xã hội không phải là anh. Nhưng đám cưới là chuyện vui của nghệ sĩ, khán giả yêu mến anh Trường Giang thì họ mới mong được biết tin mừng. Sao anh cứ giấu giếm? Không có cái luật nào mà chuyện vui thì phải công bố hết. Bộ chuyện vui là phải nói à? Giống như việc có những chuyện hài mình cũng giấu nữa, kể hoài người ta chửi mình nhảm nữa. Vậy anh đang sợ khán giả chửi mình nhảm nên mới không công bố? Đâu, đám cưới sao nhảm được? Đám cưới là thiêng liêng mà. Đừng người có một lần đám cưới chứ mấy. Người ta có cưới nhiều lần thì ai đó, chứ riêng tôi chỉ có một lần.
Phải nghĩ là anh sẽ cưới vào đúng ngày này à? Ừ, đời người ta cũng chỉ có một lần đám cưới chứ mấy. Nếu giả sử tôi đám cưới thì sẽ là một bờ biển xinh đẹp nào đó, xong hai đứa lang thang trên biển thì bất ngờ bị tổ dân bắt cóc. Đám cưới thì làm MV hài luôn, bị tổ dân bắt cóc xong, có ông tộc trưởng xuất hiện, rồi ông ấy làm chủ hôn luôn, hiểu không? Mình phải làm cái gì kỷ niệm chứ, đám cưới của Trường Giang phải làm cái gì đó thú vị chứ. Đám cưới lần này anh có mời người yêu cũ không? Không, đám cưới mà mời người yêu cũ à, tào lao. Không có ai mặc dày đến mức là người yêu cũ mà tới dự đám cưới của mình hết à. Tôi chỉ mời những người thân quen với Trường Giang thôi. Một ngày.